Có con là niềm hạnh phúc lớn nhất của bất kỳ cặp vợ chồng nào. Đối với những gia đình hiếm muộn thì niềm hạnh phúc đó lớn lao vô bờ bến. Chị kết hôn năm 2007, 2 năm trời mới để ý tới cái chuyện mình muốn có con. Đi nhiều chỗ, đi uống thuốc nam, thuốc bắc. Nói chung ai chỉ mình cái chỗ nào thì mình sẽ đi chỗ đó. Nhưng mà tới khi đi xong rồi thì cũng không có được hiệu quả gì hết. Từ ngày kết hôn tới ngày mà chị có em bé được 7 năm. Để bình thường nhưng mà không có con. Rồi anh chị mới đi chạy chữa nhiều nơi vậy đó, mà không có đạt được. Ở một cái góc độ nào đó của xã hội á, là người phụ nữ mà không mang thai được á, thì có một số cái dè biểu, rồi thậm chí có một số những lời nói mà mình nghe nó nhiều khi nó cũng hơi xót lắm. Bạn bè với người thân động viên chị chỉ cho chị tới Bệnh viện Phương Châu này. Chị tới đây biết được cái giải pháp cho mình để mình đi tìm được con. Bệnh viện ở đây thì chị thấy nó gần gũi cho mình nhiều hơn. Thì lên đó được bệnh viện tư vấn cho là mình sẽ làm cái phương pháp là thụ tinh ống nghiệm. Cái phần làm này á, là quan trọng nhất là cái tâm lý của mình. Tới khi mà chị làm lần cuối cùng này là chị bỏ hết tất cả công việc, bỏ hết mọi thứ trên đời này để tập trung vào để làm thôi. Cho dù hành trình tìm kiếm phép màu có gian khó đến đâu đi chăng nữa, nhưng chỉ cần tình yêu, sự kiên trì, nỗ lực bền bỉ thì giấc mơ về những đứa trẻ sẽ thành hiện thực. Cuối cùng thì cũng có kết quả tốt. Bé gái chị được 42 tháng. Thì khi mà sanh bé ra rồi á, bé ra khỏi người mẹ rồi á, là chị không kìm được bản thân mình luôn. Mà nếu mà nói về là vui á, thì chị không biết diễn tả như thế nào để nói được cái niềm vui đó. Khi mà lên xe về á, chị có hỏi bà bé, hỏi anh này, không biết em có phải nằm mơ không? Với niềm tin, hy vọng và sự cố gắng không ngừng, thì hạnh phúc rồi sẽ đến, phép màu sẽ xuất hiện. Nếu bạn tìm đúng nơi và đúng thời điểm. Chia sẻ lại với những người mà mong con nha anh chị. Nếu như mình quyết định mình phải đi tìm con thì phải quyết định phải đi sớm. Phải đi sớm để tìm con, đừng có gì kinh tế hay gì công việc gì đó ở nhà mà nó muộn mất cái thời gian. Khi đến đây rồi thì bác sĩ, những người ở đây tư vấn cho mình mới biết được cái đường đi, cái nào là đúng đắn nhất thì mình chọn. Chứ ở nhà mình cứ hoang mang lo lắng thì mình không có biết cái gì để chọn hết. Cái hạnh phúc mà hiện tại chị có không phải giống như những cái hạnh phúc đơn thuần của những người khác đâu, mà là có một sự cố gắng, một sự đồng lòng. Và hiện tại là mỗi ngày chị đều nghe tiếng con nó cười á, là nói chung là không gì diễn tả được. Dẫu vậy, may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với tất cả mọi người. Vẫn còn đó những khát khao đến cháy lòng, tiếng cười trẻ thơ trong ngôi nhà đơn chiếc để hạnh phúc được vẹn tròn hơn. Bươn chải kiếm sống hàng ngày, anh Chiến và chị Phương tất bật lo cái ăn, cái mặc. Mong ước tuy vẫn còn đó nhưng dường như quá xa vời. Mình thì kết hôn năm 2011, tới giờ thì cũng 6 năm rồi. Mong con thì lúc nào cũng mong hết trơn á, nhưng mà nhiều khi cái duyên không có. Sáng em xuống cái chợ cái Khế á, phụ ba em là đi giao hàng đó. Chứ trưa về thì em chạy xe, rồi cũng không có dư gì nhiều nữa, không có ổn định. Anh là con một, cho nên là cha mẹ anh cũng mong lắm. Nhiều lúc á, anh ẵm con người ta vậy đó. Nó chơi vậy đó, anh á, không biết chàng nào á. Mình phải có đứa con như vậy. Thế mình nghe, mình buồn lắm. Có một lần á, mình ngon mình nhổ tóc bạc cho mẹ. Thì mẹ mới nói vậy nè, mẹ già, mẹ có con. Sau này con già rồi, mẹ không ai ở với con. Giờ mong sao á mà cho nó có con là được rồi. Vậy tôi cũng mong muốn cho vợ chồng nó có hạnh phúc, rồi có con, rồi về đi làm cái khổ có con rồi nó cũng vui. Mình thương mẹ cho nên là mình nghĩ là mẹ là nó giống như là cái nó cao quý lắm.
nhiều khi á đi ảnh chở mình đi ngoài đường á, chuyển chỗ giống như là khu vui chơi vậy đó. Chỉ đấy mình đứng mình nhìn thôi, thì có những cái cặp vợ chồng người ta dẫn con người ta đi chơi vậy đó, thì nó kêu cha kêu mẹ vậy đó, thì hai đứa đứng nhìn vậy đó, không ai nói dài nữa, để là không muốn tạo cái nỗi buồn cho cả hai thôi. Hạnh phúc thì tất nhiên á là không có trọn vẹn rồi, tại vì mình khác á là gì, vợ chồng mình không có con, cho nên là cái sự yêu thương á, sự quan tâm nó cũng không giống. Mình có thai vậy, mình có em bé thì mình vợ chồng mình sẽ vui hơn, ảnh sẽ thương yêu mình nhiều hơn vậy đó, cũng có nghĩ lắm. Nhưng mà mình thấy ước mơ đó nó xa vời quá, nó không có giống như cái thực tại cái cuộc sống của mình. Cùng chia sẻ đoạn phóng sự này để giúp gia đình chị Phương, anh Chiến đến gần hơn với mong ước tìm được con của mình. Cần lắm sự tiếp sức, sẻ chia từ cộng đồng trong hành trình tìm kiếm những phép màu để mong ước gần hơn.